Rồi. Rồi, chào Tâm ơi. Dạ, chào anh. Anh Tâm mến chào cô chú anh chị ha. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong những vừa qua ha. Dạ, thì hôm nay anh Tâm cũng có một số phô mai muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ha. Dạ rồi, cái địa chỉ cụ thể của anh Tâm là nhà vườn của anh Tâm là ở đường Nguyễn Văn Trường, phường Long Tiền, quận Thủy, thành phố Cần Thơ ha cô chú anh chị. Cái phí ship thì em bao cho cô chú anh chị tới nhà ha. Rồi cái số điện thoại của em để cho cô chú liên hệ giao lưu là 039 375 8294, tên anh Tâm, số số Zalo em luôn ha cô chú anh chị. Có vấn đề gì bên cây cảnh hoặc là có cái gì cần hỗ trợ cái gì đó thì cứ kết bạn Zalo với em, hoặc là muốn xem cây nào kỹ hoặc là cây nào ấy thì cứ nhắn tin vô trong Zalo em ha, em sẽ trả lời cho cô chú anh chị ha. Giờ gọi hôm nay thì cô chú em mời cô chú anh chị vô tiếp mã số 1 ha. Dạ, mã số 1 là một cây hình thú nha. Cây này em vô chậu cũng 2-3 tháng rồi, cây ra tược khá là sung nha. Cái này thì nãy em ginh ginh sao nó bị gãy nó héo rồi nha cô chú anh chị. Dạ, một cây hình thú. Cây này thì nói chung là em ship chậu luôn cho cô chú anh chị ha. Nói chung cây này thì cái giá sinh viên nha cô chú anh chị, giá cũng vừa chơi cô chú anh chị ơi. Nam vừa chơi mình có luôn cái chậu này ha. Để em xây cái vòng khác cho cô chú anh chị xem ha. Cây này thì nó hình thú, nó có 3 chân nha cô chú anh chị. Nếu mình tính đây luôn thì đây nó cũng có được 2 chân ngay đây, nhưng mà cái phần này nó hơi bị teo tí tí xíu. Cây lắc lượng khá là đẹp ha. Cây thì cô chú anh chị nhìn thấy trên màn hình nó thì cây rất là đẹp, rất là sung luôn ha. Đây, khá là sung cây ha cô chú anh chị. Và rồi để em cho cái mã số 1 ha. Cái mã số 1 là chiều cao trước đây là 28 cô chú anh chị ơi. Dạ. Tổng ngay hoành này thì em nói là được 21 mấy, mình tính 21 thôi ha. Đây, để em đo nguyên cái mình nha. Đây, nguyên cái mình bọc lại tới cái mông này là 35 của chú anh chị ơi. Rồi để em cho cái tổng hoành đế của em nó được 43 của chú anh chị ơi. Đế xổm của em nó đây để tổng cao được 14 của chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, cái mã số 1 này em giao lưu giá là 1 triệu 600 ngàn ha. Và 1 triệu 6 của chú anh chị ơi, luôn chậu ha. Dạ rồi, tiếp theo là mời của chú anh chị xem mã số 2 ha. Dạ, mã số 2, cây này khá là bự ha, của chú anh chị nhìn thấy hai hai búng tay em ha. Đây, nhưng mà cây này thì nói chung nó có bị lũa trong đây, của chú anh chị xem kỹ cái này cho em ha. Cây này thì cũng sống khỏe ha cô chú anh chị. Được ra cũng rất là xung xê ha. Dạ, có cành có sẵn cái này luôn của chú anh chị ơi. Đế cây này cũng bỏ cũng khá là đều ha. Cây này nói chung thì cái giá cũng là sinh viên nha cô chú anh chị. Dạ rồi, để em cho tổng cao trước đi. Tổng cao của mã số 2 là 45 cô chú anh chị ơi. Vành đế trên đầu rễ ha. Ngay vị trí này của em nói được là 41 này, cô chú anh chị nhìn thấy ha. Đây, 41 nè. Rồi để em cho cái đế xổm ơi. Xổm từ đây là được 25 của chú anh chị ơi. Dạ rồi, cái mã số 2 này em giao lưu giá là 2 triệu 500 ngàn của chú anh chị ơi. Nè, giá cũng rất là mềm vừa chơi ha của chú anh chị. Dạ, bao ship toàn quốc của chú anh chị ơi. À, coi, đây để em cho cái tay cành cho cô chú anh chị dễ hình dung nha. Cái tay cành cái đọt giót đọt trước đi. Đây là cô chú anh chị nhìn ha, giót đọt là 17 nè. Đây nè. Chi cành cây này nói chung là bỏ cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Đây đó, 20 của chú chị nhìn thấy không? Chờ rồi, cái mã số 2 này giá 2 triệu 500 ngàn hết của chú chị. Đây, cây để bỏ cũng khá là đều ha. Dạ rồi, tiếp theo là mời của chú chị xem mã số 3 ha. Mã số 3 của chú chị ơi, mã số 3 một cây cũng khá là lớn ha. Cây này nói chung là cây da vàng nha của chú chị, cây rất là già, cây da vàng ha. Đế cây này nói chung bỏ cũng khá là đều nha của chú chị. Củ đế cây này nở nha. Đây, cây này cũng sống khỏe luôn. Cô chú chị nhìn thấy mấy cây cây này ở ngoài nhìn cũng khá là lực cây ha cô chú chị. Khá là đẹp ha. Đấy, bỏ cũng khá là đều luôn. Cây cây này già lắm rồi, quan trọng là cái độ già cái cây ha cô chú chị. Dạ rồi, để em coi tổng cao của cái mã số 3 này cho cô chú chị xem ha. Tổng cao của em nó là 60. Hoành trên đầu rễ đây. Hoành chuẩn ngay của em nó là 41 là cô chú chị ơi. Ha, thấy rõ ha.
44. 44 ha. 44 của chú anh chị ơi. 44 đây. 44 gần 45 luôn. Tổng hành đế thì hết thước này của chú anh chị khoảng 150 ha. Dạ rồi, cái mã số 3 này giá là 4.500.000 của chú anh chị ơi. Giá cũng khá là vừa chơi ha. Cây cũng khá là cây ha của chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo là em mời của chú anh chị xem mã số 3 ha. Mã số 3. Đây em xây nhẹ ha, để em ghi số kìa rồi. Ê, mã số 4 nha của chú anh chị, em lộn nha. Dạ, mã số 4. Dạ, mã số 4, cây này nói chung đế bỏ cũng khá là đều, cây đế cây này cũng cộng đế cũng khá là lực ha, nhưng mà cái bên đây nó hơi trống nha của chú anh chị. Đây cái mặt bên đây nó hơi trống, phải nó bỏ rễ hay rễ nó cũng ngon, nhưng mà cây này nói chung cái giá mềm nha của chú anh chị. Giá cây này nói chung là cây này em bán là nói chung lỗ tiền xếp luôn đó của chú anh chị ơi, bán là bán bỏ luôn nha. Dạ rồi, đem cho tổng cái chiều cao đi. Cây sống khỏe nha của chú anh chị. Tổng cam nó được 61 của chú anh chị ơi. Hoành, hoành để em xây qua của chú anh chị xem à. 42 nè ha. Tổng hoành đế. Tổng hoành đế của em nó là được 130 của chú anh chị ơi, 130. Dạ rồi, cái mã số 4 này em giao lưu giá là 4.500.000 ha của chú anh chị. Dạ, 4.500.000 mấy cây này về của chú anh chị sổ ra cái là mình trồng là cái ru luôn ha của chú anh chị, không vấn đề gì ha. Dạ rồi, tiếp theo là em mời của chú anh chị xem qua mã số 5 ha. Mã số 5 là một cây giáng long nha của chú anh chị. Đây, cây này hơi khó xây tí xíu nè. À, có chú chị nhìn thấy một cây giáng long ở đây nữa. Ra đây cái đuôi nó quẹo quẹo luôn nè. Một cây giáng long, cây này thì nói chung là đế là khá là đều ha. Củ đế cây này nở nha của chú chị. Đó, em xây đây nó hơi bị vướng nha. Em xây tạm là gì đó ha. Dạ. Dạ rồi, để em cho cái chiều dài của cái mình của cái này đây là nó thước có khoảng 160 của chú anh chị ơi. Em đo từ đây ha. Đây là từ cái mình. Cái đó là cái đuôi ha, cái mình nó cho tới đây đây hết bầu. Hết bầu của em nó 95 của chú anh chị ơi. Tổng cái hoành của em nó là để coi. 23 32 của chú anh chị ơi. 32. Hoành đế được 111 của chú anh chị ơi, 101 ha, hoành đế. Dạ rồi, cái mã số 5 này có giá là 2.900.000 của chú anh chị ơi. 2.900. Dạ, 2.900. Bao phí ship là tới nhà, cây này nói chung là do hơi khó xây chút xíu ha. Đây, của chú nhìn hung dung đây nè. Một sải tay em ha. Ừ, nó tới khúc này cái nó lượn cái đuôi nè. Dạ rồi, tiếp theo là qua mã số 6 ha của chú anh chị, mã cái số 6. Một cây này cây là cây dáng bay ha. Số 6 của chú anh chị ơi, một cái dáng bay, cây này thì đế cũng khá là đều luôn ha, củ đế nở luôn nha của chú anh chị. Cây thì sống khỏe mạnh của chú anh chị, nhìn thấy cây rất là sung cây ha. Đế thì cây này nói chung là bỏ đều nha của chú anh chị, không bị lép ha. Đây, củ đế cây này nở ha. Rồi, để em cho cái thông số cái mã số 6 nè. Tổng cái mình từ đây tới đây tới mặt bầu đây là hết thước 160 nha của chú anh chị. Đây, hoành ngay đây, ngay vị trí này của em nó là được là 26. 26 hoành. Củ nở ha. Dạ, củ nở. Để đo cái củ lửng thử ha. Cái củ lửng của em nó là 56 của chú anh chị ơi. Đó là tổng hoành đế nè. Tổng hoành đế 112. Vậy rồi, cái mã số 6 này em giao lưu giá cũng là 2.900.000 ha, giá vừa chơi ha của chú anh chị. Đây. Dạ rồi, tiếp theo là em mời của chú chị xem mã số 7 ha. Mã số 7. Số 7 là một cây này cũng hơi thú nha của chú chị. Cây này nó quái thôi. Đây nhà của chú chị nhất là nhìn cái đây, để em xây qua cái hướng này nhìn nó khá là quái ha.
cây này già lắm rồi của chú anh chị ơi, nhưng mà cây này nói chung là bị lũa trong đây nha của chú anh chị. Cứng hả? Dạ, cứng ngắt rồi, nó muốn quá đá rồi của chú anh chị ơi. Dạ rồi thì cái mã số này em cho để thông số đi. Thông số tổng cao của em nó là 63. Ủa 64 lận, 64. Cái hoành của em nó ngay chí này đi. Ngay chí này là 47 của chú anh chị ơi. Đây quyền cái này cái mình này thử ha, cái mình là 113 của chú anh chị ơi. Đó, tổng mình để đó. Dạ rồi cái mã số 7 này có giá là 9.800.000 của chú anh chị ơi. Ha, 9.800.000. Để em xây từ từ của chú anh chị xem ha, cây này sống của chú anh chị nhìn thấy. Lá khá là lớn ha, cây khá là tốt. Dạ rồi tiếp theo là mã số 8 của chú anh chị ơi. Mã số 8 là một cây dáng trực nha của chú anh chị. Đây của chú anh chị nhìn thấy tay cành thì tứ diện, cây đóng khá là khéo ha, bộ đế khá là khéo ha. Cô chú anh chị nhìn thấy cây rất là sung luôn. Tay cành thì tứ diện đều có đầy đủ ha. Cây này trực một cốt thẳng tân luôn chứ không có đất lượng gì nha của chú anh chị. Đây một cốt thẳng tân lên luôn ha. Đây nó có cái cây tử nhìn cũng khá là quái cây ha quý anh chị. Cây này bộ đế thì khá là đều tròn ha. Cây da vàng thật của chú anh chị ơi. Ha, như cô chú anh chị nhìn thấy thẳng tưng mà tay cạnh thì đóng đều hết luôn. Giờ rồi đem cho cái chiều cao trước đi, chiều cao rồi có khoảng 160 của chú anh chị ơi, hết thước ha. 160. Để cho cái hoành chững ngay đây trước đi. Hoành đây. Ngay đây của em nó được 33 34. 34 để em đo cái cây tử thử. Tử của em nó được 14 của chú anh chị ơi. Tổng hoành đế ha. Tổng hoành đế nói chung là hết thước có khoảng 160 của chú anh chị ơi. Giờ để em xây nhẹ cái em báo giá luôn ha. Đây, cây khá là quái luôn rồi đế. Cây này da vàng thật luôn. Để em xây nhẹ cái em báo giá ha. Giờ rồi cái mã số 8 này có giá là 6.700.000 của chú anh chị ơi. Cây nói chung cây này cũng giá cũng vừa chơi ha. Giờ rồi để xíu xuống đi. Rồi. Cây nào đấy? Rồi tiếp theo là mã số 9 của chú anh chị ơi. Mã số 9 ha. Chú 9 là một cây thứ quý của chú anh chị ơi. Cây này cây thứ quý nha. Đây cây này một cốt đế nơm ha, đế khá là đều lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Bộ đế cây này cũng khá là dữ ha. Ngoài nhìn cây này khá là dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cây khá là lực cây luôn. Ha. Ừ, nhìn khá là lực cây luôn. Đây cô chú anh chị nhìn thấy đem hình dung mồm như này ha. Đế đem mồm giáp luôn ha. Vậy rồi để em cho cái thông số rồi em xây một hai vòng cho quý chị xem ha. Tổng cao đi. Tổng cao nó 73 rồi chú anh chị ơi. Hoành. Hoành chuẩn em nói ngay đây là 35. Đây. Thẳng thước ha. Để em đo cái dốc nhọn nó thử, dốc cái dốc đọt nó thử đi. Dốc đọt nó của em nó là 16 mấy ha cô chú anh chị. Em đo cái củ lửng trên đây đi rồi em đo tổng hình đế ha. Củ lửng ngay vị trí này là 105 cô chú anh chị ơi. Tổng hình đế nè. Tổng hình đế là 150 đúng nha cô chú anh chị. Đây 150 ha. Đây nếu như mình xuống đây thì nó bự hơn nhiều ha. Dạ. Để cho em đo cái số nôm của em nó là 39 này của chú anh chị ơi. Dạ rồi để em xây nhẹ cái em báo giá ha. Dạ rồi cái mã số 9 này cái giá là 13 triệu em bao ship là toàn quốc của chú anh chị.
Để em xây chậm 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 cho chú chị xem ha. Cái này nói chung thì cái bầu do em xây tới xây lui nó bị dập cái bầu thôi, chứ cây này là không bể bầu không gì nha cô chú chị. Dạ rồi, tiếp theo là cái mã số 10 thì cây này là một cây ổi lá nhỏ của chú chị ơi. Đây, một cây ổi lá nhỏ ha, để em dọn dọn mấy cái cỏ này cho nó bớt tí xíu rồi cô chú nhìn thấy ha, cho nó rõ hơn ha. Đây, cây ổi lá nhỏ dáng bay nha cô chú chị. Cây thì cô chú chị nhìn thấy sống khỏe mạnh, rất là xum xê luôn ha. Cây này có cái này nó mới quái, nó ngộ ngộ nữa ha. Đó, cây sung cây lắm cô chú chị ơi. Rồi, để em cho cái thông số rồi cái em xây cái em báo giá ha. Tổng dài trước đi. Tổng cái dài của cây bay tới cái mặt bầu đệ bên đây là 102 của chú anh chị ơi. Hoành ha. Hoành em nói là 31 nè của chú anh chị ơi. Củ lửng ngay đây. Củ lửng ngay đây thì nó được 57. Tổng hoành đế thì nó hơi khó đo tí xíu. Tổng hoành đế cho nó 92 đi của chú anh chị ơi. Dạ rồi, cái mã số 10 này em giao lưu giá là 2.8 triệu của chú anh chị. Một cây ổi lá nhỏ 2.8 ha. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 11 của chú anh chị ơi. Mã số 11 một cây trang. Mã số 11. Cây này là cái gốc của nó là trang gừng nha cô chú anh chị, trang gừng lá lớn đỏ mà đỏ nhung đó nha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép cỡ khoảng là chừng 4-5 tháng nay là ghép Mỹ Hồng nha. Đây cô chú gì nhìn thấy ha. Gà mà cây em vẫn còn quấn ha. Đây. Cây này củ đế cũng khá là nở ha cô chú anh chị. Đế cũng khá là đều ha, củ đế nở khá là đều ha. Hoành cây cũng khá lớn nè. Giờ rồi, để em cho cái thông số ha. Tổng cao thì của nó em nói là được 63 của chú chị ơi. Em đo cái tàn của nó hỏng là 90 của chú chị ơi. Đây, ngay vị trí này, hoành chỉnh ngay vị trí này của em nó là 32 nè, của chú chị nhìn thấy nè ha. 32. Tổng hoành đế của em nó là 94 của chú chị ơi. Cô chú có thể nhìn thấy ha, là mấy cây này mới ghép mà nó rất là sung luôn. Đây cái dấu lá em cắt nó vẫn còn đây là. Mà cây này ra rất là sung ha, cô chú chị nhìn thấy mấy cái dấu lá cũ em cắt nó. Sung cây. Dạ rồi, cái mã số 11 là cái giá là 4.200.000 của chú chị ơi, em bao ship ra toàn quốc ha. 4.200, cây này về là mình sổ ra là trồng bình thường ha. Tại cây này đó là nó thần chậu sẵn có khoảng gần 1 năm rồi, em mới đem ra em ghép rồi sẵn cái em quấn băng keo vô em quay nha cô chú chị. Tiếp theo là mã số 12 của chú chị ơi. Mã số 12 một cây khá là lớn ha. Về một cây tàn nha cô chú anh chị. Một cây tàn, cây này nói chung là em xếp cây này em xếp xe tải nha cô chú anh chị. Đây cái tàn này của chú gì nhìn thấy khá là lớn ha. Cây này, đây cây này là cái cây bông này hình như là 5 cánh cô chú anh chị ơi. 5 cánh à. 5, có khi em thấy có lộn là 6 cánh nữa. Mai vườn của mình á. 6 7 cánh cũng có, nó là mai vườn ghim. Nút nụ cây này của chú gì nhìn thấy cũng khá là cây gai, chứ cây này không được nhiều hung nha cô chú anh chị. Nhìn thấy cái tàn ha, tàn dù giòn nha cô chú anh chị. Bộ đế thì đều tròn nha cô chú anh chị ơi. Đây, đế thì đều tròn luôn nè chứ. Đều tròn luôn ha. Cây này nói chung là quay sơ sơ, còn cô chú anh chị nào á thì ấy thì cứ nhắn tin vô cái Zalo em á, em sẽ quay rồi em gửi cho nó rõ hơn nha cô chú anh chị. Cho nó
gõ của chị nhìn xem nhìn thấy cho nó rõ hơn ha, chứ ở đây quay thì nó mất công khá là nhiều, tốn nhiều thời gian ha. Đây để em sơ sơ đây rồi để em cho cái thông số của cái hoạch này ha, ngay chế nằm 52 của chú anh chị ơi ha, để em cho đế là cỡ khoảng 170 của chú anh chị ơi, nhìn thấy này sát luôn, nhưng mà nó dần hai cỡ khoảng là con 170, cỡ khoảng 170 đó. Cao thì của em nó là cỡ khoảng là chừng ba thước mấy à, có tổng chiều dài của em nó là cỡ khoảng hơn 2 thước nha của chú anh chị. Dạ rồi, cái mã số 12 là cái giá là 19 triệu ha cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị nhìn thấy ha. Đây, em đây nè. Còn cái tàn nè, cô chú nhìn thấy ha. Em ơi, không dám, cậu khoảng 2 người á. Ship 200 km thôi ha. Dạ, cây lớn này em chỉ bao ship là 200 km thôi. Còn cây nhỏ thì em bao toàn vắt ha cô chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 13 của chú anh chị ơi. Số 13 của chú anh chị ơi. 13 thì cái này là một cây mai vàng, mình ghép cái này đại lộc nha của chú anh chị. Đại lộc. Dạ đây nè, nó có cái nụ bông rồi nè. Đây ha. Cái này của chú anh chị nào mà về mình để một hai bữa nó nở ra là của chú anh chị nhìn thấy mặt bông liền. Cây này nói chung em bẻ sửa chỉnh sửa hết rồi, cây này Tết mình chơi là ngon lành luôn của chú anh chị ơi. Đây, cái này thì nói chung là cái này đã lên xù lên nha me hết trơn ha cô chú anh chị nhìn thấy ha. Đấy, nói chung bỏ khá là đều nha cô chú anh chị. Tàn thì nói chung bẻ sữa ra là tròn, cây này nút nụ cũng khá là nhiều ha. Về Tết là mình chơi, là Tết năm nay chơi cái này là ngon lành luôn. Rồi để em ra tổng cao ha, từ đọt này xuống cái mặt chậu cơm nó được là 68 cô chú anh chị ơi. Cái lộn thước rồi cô chú anh chị ơi. 62 ha. 62. 62 tổng ngay đây đi. Ngay đây trước. Đây thì nó là được 29 của chú anh chị ơi. Đây. Lên ngay cái eo ha. Ngay eo được 21 mấy, mình tính 21 thôi ha. Tổng cái tàn. Tàn của em nó thì nói chung là cũng khá là lớn à. 90 nha cô chú anh chị, trên 90 ha. 91 92 gì đó. Rồi để em cho cái củ lẫn. Cụ lẫn là ngay trí này ha. Cụ lẫn của em nó được 53. Tổng hoành đế là được 56 của chú chị ơi. Cái đế sỏm ha. Sỏm tính từ đây ha. Đế sỏm thì được là 19. Cái này nói chung là em ship luôn chậu này nha của chú chị. Cái này thì em có nghe mấy ông anh cũng nói cái chậu cũng xưa, nhưng mà em dạng như em không rành về chậu, em cũng không biết nha của chú chị. Nhìn thấy có cô chú anh chị nào á thích thì mình lấy luôn là chậu luôn, về là mình chơi khá là đẹp ha. Nhưng mà cái chậu là lâu cũ rồi nha cô chú anh chị. Đây mà em nghe nói xưa vậy em cũng không biết xưa hay không nha. Nghe mấy người lớn nói thôi chứ em cũng không rành ha. Dạ. Nhìn chậu này không giống như chậu mới giờ. Dạ rồi, cái mã số 13 này em giao lưu giá là 4.8 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, luôn chậu 4.8 triệu. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 14 của chú anh chị ơi. Mã số 14, để em tí xíu thôi em ghi cái mã số. Rồi mã số 14 cây này thì nói chung là em không ship chậu nha của chú anh chị. Cây này thì mình ghép giảo chứ không phải đại lộc nha của chú anh chị. Giảo như cây này cũng ghép cũng lâu, em không nhớ giảo Phú Tân hay là giảo Bến Tre hay là giảo ấy đó, em cũng quên rồi, nhưng mà em chỉ nhớ là giảo thôi. Cây này thì chắc chắn là bao giảo cho cô chú chị luôn ha. Một cây thú ha. Rồi để em cho cái thông số rồi em xây nhẹ ha, rồi em ấy. tổng cao từ đây tính từ đây đây là 44 của chú anh chị ơi. Tàn của em nói được 67 của chú anh chị ơi. Hoành thì em đo ngay đây ha, ngay eo ha, tại đây nó dướng đây em khó đo nha. À, được là 18 hoành. Giờ rồi mã số 14 này em giao lưu giá là 1.4 triệu ha, không chậu nha của anh chị, không ship chậu nha. Cây này riêng cây này không ship chậu nha.
tại cái chậu này, cái chậu này nó cũng găng găng, nó gần nứt hết rồi. Em ship cái này lên đưa cho cô chú anh chị, về tới tới nhà của chú anh chị là banh luôn. Dạ coi, tiếp theo là mã số 15 của chú anh chị ơi. Số 15 ha. Mã số 15 thì cây này là một cây dảo nha cô chú anh chị. Đây là cái gốc nhớt của nó nè, gốc nhớt của nó hồi đó là người ta ghép vào từ nhỏ tới lớn là bây giờ liền bon luôn nha cô chú anh chị, nhìn thấy ha. Liền luôn. Nhưng mà quan trọng ở dưới đây là đã lên xù cho me hết nha cô chú anh chị, nhìn thấy ha. Củ đế khá nở khá đẹp ha. Đây. Lên thì mấy cái phần đế này nó cà giận 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 giận, nhìn cũng khá là cuốn hút nha cô chú anh chị ha. Thì lên cho mẹ hết luôn. Cái này nói chung là em bẻ sữa ra tàn đều tròn hết nha cô chú anh chị, nhìn thấy cây này nút nụ rất là dữ ha. Để tí xíu cho coi bông ha, cây này có nở bông sẵn luôn. Dạ, để em xoay qua em cho coi mặt bông luôn. Đây cô chú nhìn thấy ha, đây mặt bông của cái giáo này nè ha, nút nụ của chú gì nhìn thấy nè. Đó, nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Cái này nụ là khá là đều luôn ha. Ôi ở bên đây nụ dữ luôn nè cô chú nhìn thấy ha. Đây. Dài dài mép bên đây nụ nút dữ luôn bên đây nữa. Đều hết trơn nha cô chú anh chị. Và rồi cái cây này á thì là cái chậu này là chậu mới chứ không phải là chậu cũ nha cô chú anh chị, nhìn thấy ha. Chậu chậu bát tiên nhưng mà chậu mới bây giờ ha. Chứ không phải là cái chậu cũ cũ giống như nãy. Tàn quan trọng cô chú nhìn thấy đều tròn ha. Cô chú chị nào hợp nhãn cái này thì mình lấy về mình chơi Tết năm nay, là cái này chơi mình chưng là để giữa nhà là nhìn khá là vip luôn cô chú chị ơi. Hàng cái này đáng để sưu tầm ha. Cái này trên là tàn tròn dưới là mình là lên cho me hết ha. Đây, để em cho tổng cao đi. Cao thì nói chung em hơi khó đo, em nhắm nhắm thôi nha cô chú chị. Để nó tàn nó bung qua hơi khó đo. Cao thì đây là chưa tới chạm nữa ha, là một thước rưỡi của chú anh chị ơi, à, một mét rưỡi ha, ý không tới một mét rưỡi đâu, cỡ khoảng mét tư mét ba. Cái tàn thì nói chung hơi khó rồi, em chỉ hảo hảo thôi. Cái tàn của em nó tổng chiều dài của em nó là cỡ khoảng là một thước tư của chú anh chị ơi, một thước tư tới một thước rưỡi đó, tại em hơi khó đo, tại một sải của em là không hết mà. Để em đo cái thoát thân từ cái này xuống cái mặt chậu, thoát thân của em nó là 41. Nghe eo ha, nghe đây nghe eo. Nghe eo của em nó để em đo. Thước này mới hư rồi. 28 nè, của chú nhìn thấy rõ ha. Rồi 28 là nghe eo nha, chứ không phải là hoành chuẩn của em nó đây. Hoành chuẩn thì ngay vị trí này dưới đây là 45 của chú chị ơi. Cũ lẫn. Cũ thì em nói được là 59. Hoành thì nói chung là hậu hậu thôi. Hoành tổng hoành đế thì là 96 của chú anh chị ơi. Mấy cái này là mấy cái mai con nó rụng nó lên nè. Em không có nhổ ra nha. Để luôn tính về bữa em nhổ em trồng. Mai con của cây nào chứ không phải cây này. Dạ rồi. Cái mã số 15 này là có giá là 13 triệu em ship luôn chậu nha của chú anh chị. Cây này Tết năm nay mình có cây này mình chơi ở nhà chân là whip luôn. Cây này bảo đảm như quý chị nhìn thấy nó chỗ ra nó nở rồi. Cây này là một cây mai giả mình gắn lên luôn đó. Cô chú chị nhìn thấy nút nụ khá là dữ luôn. Cây này được cây giảo nữa. Giảo mình ghép từ gốc nhớt từ nhỏ tới lớn giờ nó liền bóc luôn. Khá là đẹp. Và rồi cái mã số 15 này là cái mã số cuối cùng của cái buổi giới thiệu mai của em trong ngày hôm nay nha cô chú chị. Dạ rồi, Thanh Tâm á, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã nãy giờ đã bỏ một chút thời gian ra xem cái buổi giới thiệu mai của Thanh Tâm ha. Và một lần nữa Thanh Tâm cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong những cái clip vừa qua ha cô chú anh chị. Để em nhắc lại cái địa chỉ của Thanh Tâm cho cô bác tiện liên hệ giao lưu ha. Là ngay chỗ cái nhà vườn của em là đường Nguyễn Nhân Trường, phường Long Tiền, quận Thủy, thành phố Cần Thơ ha cô chú anh chị.
Dạ rồi, cái số điện thoại của anh Tâm để cho các bác tiện liên hệ giao lưu là 039 375 8294 ha cô chú anh chị. Số Zalo em luôn ha, em tên Thanh Tâm ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong buổi giới thiệu mai lần sau ha.